Tổng thống Ukraine được Time chọn là nhân vật của năm. Tạp chí Time bình chọn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky và tinh thần Ukraine là nhân vật của năm 2022. Ông Volodymyr Zelensky đã khích lệ thế giới theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua. Tổng biên tập của tạp chí Time viết hôm nay khi công bố nhân vật của năm 2022. Tạp chí Time cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã thể hiện hình ảnh lãnh đạo thời chiến và không rời đi từ những ngày đầu xảy ra xung đột, cũng như thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và phát biểu cho các tổ chức quốc tế. Time cũng nhắc tới tinh thần Ukraine được thể hiện thông qua những cá nhân trong và ngoài đất nước này trong cuộc xung đột. Time trước đó đã công bố danh sách đề cử nhân vật của năm, gồm những người nổi tiếng khác như tỷ phú Mỹ Elon Musk và một số quan chức Mỹ. Tạp chí Time bắt đầu bình chọn người đàn ông của năm kể từ năm 1927. Truyền thống này sau đó thay đổi, không chỉ bình chọn cá nhân mà còn xét đến ảnh hưởng của các nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có tác động lớn nhất với thế giới trong từng năm. Danh hiệu này được đổi thành nhân vật của năm kể từ năm 1999. Năm ngoái, tỷ phú Musk được chọn là nhân vật của năm với kế hoạch đưa nhân loại rời trái đất. Năm 2020, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được trao danh hiệu này vì thay đổi câu chuyện của nước Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2016 được chọn làm nhân vật của năm với lời bình Tổng thống của nước Mỹ chia rẽ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 7 tháng 12, với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn 2 thập kỷ qua. Cảnh sát quốc gia Peru PNP ngay sau đó đã thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Castillo và cựu Thủ tướng Aníbal Torres. Hai chính trị gia này đã được đưa về trụ sở cơ quan an ninh ở thủ đô Lima với sự chứng kiến của Tổng công tố Patricia Benavides. Sau khi ông Castillo bị phế truất vài giờ, thì Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại trụ sở Quốc hội Peru. Bà Boluarte là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó cùng ngày, thì ông Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Tuy nhiên, thì hành động của nhà lãnh đạo này đã bị Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao, Cơ quan Bảo vệ Nhân dân và nhiều nghị sĩ Peru kịch liệt phản đối. Quyết định trên cũng khiến cho ông Castillo mất đi sự ủng hộ của hầu hết các thành viên nội các. Trung Quốc và Nhật Bản còn cùng nhau xây dựng mối quan hệ song phương đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới và cùng tạo ra giai đoạn mới cho sự phát triển và sức sống mới cho châu Á. Đề xuất trên được đưa ra trong bài phát biểu qua video của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại lễ khai mạc diễn đàn Bắc Kinh Tokyo diễn ra hôm qua. Nhấn mạnh năm 2022 và 2023, các sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương, ông Vương Nghị kêu gọi hai bên thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển theo hướng đúng đắn, ổn định và bền vững. Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng đưa ra kiến nghị 5 điểm để tăng cường quan hệ song phương với Nhật Bản. Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Nhật Bản cần tăng cường trao đổi, phối hợp, thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển hội nhập trong khu vực, đồng thời cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu. Ngày 7 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng dự thảo ngân sách quốc phòng mới công bố của Mỹ mang tính đối đầu với Nga và có thể khiến cho tình hình thêm bất ổn. Theo quan chức Nga, thì dự thảo ngân sách này có thể gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng và kéo dài và làm mất ổn định hơn nữa tình hình ở lục địa châu Âu. Nga cho rằng dự thảo ngân sách quốc phòng tài khoá 2023 của Mỹ sẽ cung cấp 6 tỷ đô la Mỹ cho các sáng kiến răn đe nhằm vào Moscow, cấm hợp tác quân sự với Nga trong 5 năm tới và đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào các giao dịch với Nga liên quan đến vàng. Ngoài ra, Mỹ cũng đang có ý định tìm cách loại Nga ra khỏi một số tổ chức quốc tế, trong đó có nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Trước đó, trong ngày 6 tháng 12, thì Mỹ đã công bố dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng tài khoá 2023. Theo đó, thì chi tiêu quốc phòng sẽ tăng thêm tới 45 tỷ đô la Mỹ so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Trong đó, Mỹ sẽ chi ít nhất 800 triệu đô la Mỹ cho các sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 12 đã thông qua 4 dự thảo nghị quyết nhằm cải thiện bộ máy cứu trợ nhân đạo đang gặp khó khăn trong việc là hỗ trợ gần 400 triệu người đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng trên khắp thế giới.
Theo Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nhân đạo thường xuyên, đặc biệt là số lượng các cuộc xung đột bạo lực đang ở mức cao nhất kể từ năm 1945, khiến 399 triệu người lâm vào cảnh khó khăn, cần hỗ trợ. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để đối phó với tình trạng này là thông qua Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, SEP, nhằm mở rộng quy mô và cung cấp các hoạt động cứu trợ bền vững khi không có nguồn tài trợ nào khác. Trong bốn dự thảo nghị quyết được thông qua, Liên Hợp Quốc khuyến nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước ứng phó với các thảm họa, ghi nhận mối quan hệ giữa ứng phó khẩn cấp, phục hồi và phát triển, nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ khẩn cấp và nhân đạo ở dải Gaza, và kêu gọi các quốc gia tăng cường các biện pháp giám sát, báo cáo và điều tra có hệ thống hơn với các cuộc tấn công. Theo thông tin được cập nhật từ cảnh sát Indonesia, vụ đánh bom liều chết tại một đồn cảnh sát ở thành phố Bandung, thủ phủ của tỉnh Tây Java vào sáng ngày 7 tháng 12, khiến cho một nhân viên cảnh sát thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Cảnh sát cũng đã xác định được nghi phạm đó là Agus Sujatno, 34 tuổi, có liên hệ với nhóm GAD, vốn ủng hộ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, và đã từng ngồi tù 4 năm do dính líu đến một vụ đánh bom vào năm 2017, cũng tại thành phố Bandung. Nhóm GAD đã từng thực hiện nhiều vụ tấn công khác, trong đó có loạt vụ đánh bom liều chết vào hồi tháng 5 năm 2018 tại các nhà thờ và trụ sở cảnh sát ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, làm hàng chục người thiệt mạng. Thưa quý vị, số ca mắc cúm gia cầm tại Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh hơn 2 năm trước đây, khi số gia cầm bị tiêu hủy lên đến mức cao kỷ lục, khiến chính phủ nước này phải kêu gọi các chủ trang trại và chính quyền địa phương áp dụng triệt để các biện pháp phòng ngừa. Theo Bộ Nông nghiệp Ngư nghiệp Nhật Bản, tính đến ngày 7 tháng 12, tổng cộng 27 ca cúm gia cầm được xác nhận tại 16 tỉnh của Nhật Bản, khiến hơn 4 triệu con gà bị tiêu hủy. Bộ này cho biết tại các trang trại gà có ca mắc cúm gia cầm được phát hiện, nhiều nơi không áp dụng các biện pháp vệ sinh cơ bản, do vậy là yêu cầu các thành phố và các chủ trang trại nuôi gia cầm khử trùng chuồng trại và ngăn động vật hoang dã xâm nhập. Các cúm gia cầm đầu tiên của năm nay được xác nhận vào hồi tháng 10 với chủng độc lực cao H5N1 được phát hiện ở các mẫu của gà mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã nói ở phần đầu của bản tin, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng ý cho người nước ngoài có thể sử dụng căn hộ, nhà ở nhưng mà không phải là sử dụng đất. Tuy nhiên thì vào cuối tháng 10 vừa qua, nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Nội vụ cho phép người nước ngoài được mua nhà hoặc là sở hữu đất để làm nhà ở. Và chính sách này thì nhằm thu hút các chuyên gia hàng đầu, những cá nhân có giá trị dòng cao và những người đã nghỉ hưu. Tuy nhiên thì sau chưa đầy một tháng, vào ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan đã thông báo chính phủ đất này đã rút lại đề xuất cho phép người nước ngoài sở hữu đất với mục đích làm nhà ở tại Thái Lan. Và vì sao lại có sự xem xét lại này? Dự luật này đã vấp phải những vấn đề gì? Mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp của chúng tôi. Cô Alice làm công việc môi giới bất động sản. Cô đã giúp nhiều người nước ngoài ở Thái Lan mua được căn hộ. Bởi theo đạo luật chung cư Thái Lan năm 1979, bất kỳ loại bất động sản nào ở Thái Lan đều có thể thuộc sở hữu của người nước ngoài, nhưng tối đa là 49%. Để tôi ví dụ nhé, nếu một tòa nhà chung cư có 100 căn hộ có diện tích bằng nhau, theo luật thì 51 căn hộ này có thể thuộc sở hữu của công dân Thái Lan và 49 căn còn lại có thể thuộc sở hữu của người mua nước ngoài, nên không có vấn đề gì nếu như bà muốn mua một căn hộ. Cô Alice đã nghe về đề xuất của chính phủ Thái Lan cho phép người nước ngoài được sở hữu đất với diện tích khoảng 0,16 ha để làm nhà ở. Đó có thể là tin vui với nhiều người muốn sinh sống lâu dài tại đây. Chúng ta biết Thái Lan thu hút rất nhiều khách du lịch, nhưng để giữ chân người nước ngoài thì phát triển du lịch là không đủ, phải có những chính sách thu hút hiệu quả hơn. Luật này được đưa ra với hy vọng trong vòng 5 năm tới, chính sách này sẽ giúp thu hút hơn 1 triệu người nước ngoài giàu có đến nước này sinh sống và sẽ bơm hơn 1.000 tỷ bạt, tương đương với 26 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế. Tuy nhiên, chính sách này đã vấp phải sự phản đối từ một số chuyên gia và người dân. Cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản không phải là vấn đề đơn giản. Một trong những hệ lụy cần tính tới nhất là nguy cơ dẫn đến hoạt động đầu cơ bất động sản khiến giá đất tăng cao.
Sau khi xem xét các ý kiến, chính phủ nước này đã rút lại đề xuất trên bởi đây là một vấn đề nhạy cảm và cần phải được xem xét kỹ lưỡng nhằm đánh giá lại những tác động tích cực cũng như tiêu cực đối với kinh tế và xã hội. Danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á cho phép người nước ngoài sở hữu đất hiện mới chỉ có bao gồm Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Singapore, và đi kèm với đó là nhiều quy định nghiêm ngặt. Ví dụ như ở Nhật Bản, sở hữu bất động sản không mang lại quyền sinh sống tại đây cho người nước ngoài. Họ sẽ cần một công việc kinh doanh riêng hoặc một loại thị thực khác để cư trú tại quốc gia này.